Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương và kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì ngày hôm nay thì mình lên video với mục đích chính là giới thiệu anh em cái tủ giày mới của mình. Và tiện đây thì mình cũng xin giới thiệu với anh em những cái mẫu giày mới về với mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em 38 mã giày thể thao từ mã Y1 đến mã Y38. Đấy, thì mình sẽ đến với nội dung chính của video hôm nay luôn nhé. Thì đầu tiên là mã Alpha Bone Adidas này, em Adidas này, này rất đẹp anh em này. Đấy, màu đen viền bên ngoài là bằng da này. Đấy, Alpha Bone có nền đầu đế mới tinh này. Thì giày hôm nay thì mình sẽ đồng giá là 499k cho anh em nhé. Em này là size 43 này. Đấy, cho anh em nào đi chơi này, giày đi chơi này, đi thể dục thể thao này, Adidas này. Anh em nào mà chuyển khoản 100% nhé, tiền giày là mình sẽ free ship cho anh em. Alpha Bone này, mã Y1 này, tiếp theo này, mã tiếp theo Y2 này, lại một em Adidas nữa, đây cũng dòng Alpha Bone này. Đấy, con này thì đế của nó là màu xám, xung quanh viền thì nó cũng là bằng da, nhưng mà da con này thì nó thiết kế nhiều hơn là Y2. Con này size giày 42 anh em nhé, size 42 này, giày rất là mới luôn, mới trên 95%. Rồi tiếp theo đến mã Y3, một em Nike E, đôi này rất là nhẹ này, anh em có thể là đi thể dục thể thao, đi bộ này, đi chạy này, đế của Nike E thì rất là êm. Em Nike E này là size 44 nhé, size 44 này, anh em là chân to, size 44. Mã Y3 tiếp theo này, đến mã Y4 này, lại một em Nike E này, rồi rất nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ. Này thì màu trắng, Nike E này, Nike E, size 44 đó, size 44 này. Size 44, nhiều khi anh em là size 44 là đi tìm giày là hơi bị khó đấy. Size 44 này, Y4 này, tiếp theo này, lại một em Nike nữa này. Con Nike này, Nike Zoom này, dòng này rất là hot này. Nike Zoom này, Nike Zoom, thế này. Nike Zoom này, con này cũng size 44 luôn anh em nhé, size 44. Y5 rồi, tiếp theo này mã Y6 này anh em này, Y6 này, Nike Evolution này, màu này cũng mặc với bộ thể thao này, đi thể dục thể thao này rất là đẹp. Size 44 nhé, cũng là size 44 luôn ạ, size 44 này, hôm nay em lên đủ size cho anh em luôn, cũng đồng giá là 499k hết anh em nhé, 499 mã Y6 này. Y7 này, lại một em Nike E này, Nike E này, mã Y7. Con này size 43 anh em, 43 này. Rồi tiếp theo Y8 của em giày thể thao này, Nike này. Y8 anh em nhé, mã Y8 này, Nike này. Con này size 44 này, size to 499k. Tiếp theo mã Y8 này, con này của Skater là rất nhẹ này, anh em chú nào đi, chú bác nào đi thể dục thể thao này rất là phù hợp. Skater con này là size 43 này, size 43, mã Y9. Rồi tiếp đến mã Y10 này, em Nike này, cũng là Nike Flyway này, Y10 này,
cho gần để anh em nhìn dày cho nó rõ hơn. 10 con này size 43 anh em nhé, size 43 này. Mã Y11 này, Fila này. Fila con này cực mới luôn này, anh em nhìn đế này. Fila này. Cái dòng Fila đi đi vào chân rất là ôm, rất là sướng. Mã 42,5 đấy, Fila thương hiệu của Ý đấy. Nhiều anh em đến shop em là chỉ thích dòng Fila thôi. Con này màu trắng này đi rất là sang. Mã Y11 anh em nhé. Tiếp theo mã Y12 này, em Nike này, Nike Flex này, Nike Flex. Nike Flex này, con này size 43 anh em nhé. Nike Flex này đế rất là mới. Nike Flex size 43 này. Y12. Rồi tiếp theo mã Y13 này. Quay lại em Nike này, đây em Nike E này, Nike E này. Này trông kiểu hơi hâm hố. Này e, con này size 42 anh em nhé. Size 42 này. Size 42. Size 42 này. Tiếp theo này. Y14 này. Y14 này. Con này nhẹ thế nhỉ. Đây lại một em này e này. Size 42. Size 42 này. Con này anh em nào trẻ đi rất đẹp này. Đi cá tính luôn. Nike Air này. Cái dòng giày thể thao này của dòng Nike này thì con nào cũng phải 1,5-2 triệu đổ lên. Đây con này Nike Fox One đen này. Con này cực hot luôn. Đấy anh em nào đang mục cưới, anh em đang mua về đi đám cưới này. Sang trọng luôn. Size 41 anh em nhé. Size 41 này, chân 26 thôi đấy. Này mới trên 95%. Không một lỗi nhỏ nào luôn. Rất mới. Mã Y15 anh em nhé. Mã Y15 này. Tiếp theo này, mã Y16 này. Mã Fila của Ý này. Hàng Ý này. Hầm hố này. Hàng hầm hố này. Con này size 42. Size 42 này. Size 42. Y16. Rồi mã Y17 này. Y17. Y17. Con em này. Màu xám này. Thêm cái chi tiết màu đỏ cho giày nó nổi này. Anh em là mệnh hỏa này. Đi con này là hợp luôn. Con này cũng size 42 anh em nhé. Size 42. Con bị mất tác rồi. Mất tác rồi. Con này rất nhẹ nhé. 242 này. Y17 này. Tiếp theo mã Y18. Y18 này. Là một em Nike. Nike này. Y18 này. Này zoom anh em nhé. Này zoom này. Anh em nhìn này. Tóc giày mới nguyên. Họ size 42. Size 42. Tiếp theo này mã Y19 này. Y19 này. Nike Flareware này. Con này rất nhẹ luôn này. Con này anh em ai đi nghiện luôn. Con này đi thể dục thể thao này. Này size 40,5. 40,5. Mã Y19. Y19. Rồi tiếp theo mã Y20. Y20 là một em Nike này. Nike con này rất nhẹ anh em nhé. Con này cực nhẹ luôn này. Cho anh em nào đi thể dục này. Kết hợp với cả đi chơi. Kiểu phong cách đơn giản. Đó, size 42. Này size 42 này. Size 42 mã Y20. Y20 này. Tiếp theo này. Mã Y21 này. Y21 này. Này rất là phong cách này. Y21 này của Nike này. Rồi tiếp theo đến mã Y21 anh em nhé. Y21 này. Em
Nai này, con này rất phong cách này, cho anh em nào trẻ trẻ đi này. Đi 21 này, size 42,5. 42,5 này. 42,5 này. Tiếp theo mã y Y22. Này con em Nai này. Đế rất là mới luôn này. Nai này. Made in Việt Nam. Con này size 41 anh em nhé, size 41 này, chân 26. Size 41. 41 này. Ở mã Y23 là của em Nai này. Nai này, của Basic này. Nai này. Ở mã Y23 anh em nhé, Y23 này. Ba size 42 23 này. Đấy, mới luôn. Tiếp theo này mã Y24. Y24 của em Fila này. Fila này. Fila giày thể thao của Fila. Ờ size 41. Này size 41 này anh em này. Theo Y25 này. Đây con này xanh pha hồng. Xanh pha hồng. Đấy, con này đi với kiểu bộ thể thao cực kỳ đẹp luôn, rất là hợp. Con này size con này cũng size size 41 anh em nhé. Size 41. Size 41 này. Rồi tiếp theo mã Y26. Y26 Alpha Bone này. Đấy, dòng hot của Adidas này. Còn đằng sau là nó hơi bạc, vàng vàng. Con này rất nhẹ này. Con này nó bị bạc, con này em thì bán 449 này. 449 mã Y26 anh em nhé. Y26 nó hơi bạc một chút này. Con giày còn lại nó rất là mới, tem kìa, tem ở bên trong. Size 41 này, anh em nhìn này, bên trong này, nó rất là gót giày đều còn rất là mới. Mã Y26 449.000. Một em Y27 này, Y27 này. Màu rất đẹp này, Fila này. Y27 này. Con này đế rất là êm luôn. Size 43. Size 43. Ba Fila và Y27. Tiếp theo Y28 này. Y28 là con này cực đỉnh luôn này. Adidas Questa này. Con này màu của nó là màu kiểu xanh rêu anh em nhé. Xanh rêu này anh em nhìn này. Xanh rêu này, con này mới 95%. Xanh rêu này. Con này size 42 anh em nhé. Đây, đế này anh em nhìn mới tinh. 499k. Các em nào mua con này quá hợp lý luôn, rất đẹp màu này. Một em cũng cùng dòng đấy này, cũng Adidas này. Và con này nó logo của nó kiểu logo thêu, logo thêu này, logo thêu rất đẹp, cũng kiểu dòng Alpha Bone. Con này size của nó size 42, cũng là size 42. Anh em nào mà cần chụp chi tiết hơn sản phẩm thì cứ inbox em nhé, Zalo. Giờ để em chụp gửi ảnh qua Zalo hoặc là video chi tiết cái giày cho anh em xem. Con này Y29 anh em nhé, Y29 này. Tiếp theo mã Y30 này, Fila này. Y30 này, Fila này. Màu đen này. Y30 này. Con này size 41 này, Y30 size 41 này. Màu đen cách điệu trắng làm rất đẹp. Theo mã Y31 này. Y31 này, Skater này. Skater này, dáng này rất đẹp này, tầm hố. Con này mới chắc phải 99%. Size 42. Skater. Size 42. Size 42. Y31 này. Tiếp theo này mã Y32 này. Em Manai Air Force 1.
Phong Oan này, màu đỏ mận thì Phong Oan à, cái này size 41, size 41 này. Y33 này, Y33 này, một em nai này, này kiểu dáng nó cơ bản này, một trắng này, đấy, thêm các cái lỗ này, nó dày hơn thoáng này, chất liệu hơn tí. Cái này size 40 anh em nhé, size 40 này, cho em chân bé này, size 40 này, Y33, Y34 này. Adidas này, trong nó hơi màu hồng hồng này. Đó, con này là đế bút anh em nhé, dòng đế bút này, đi thể thao rất là êm, size 41 này. Một em Nike Air Force One này, này siêu hiếm luôn. Size 43 anh em nhé, size 43 Nike Air Force One, size 43. Mã Y36 này, Y36 này, Nike Air Force One này, màu vàng này, màu vàng này, được đẹp luôn. Con này 99%. Size 43 anh em nhé, size 43 này, size 43. Theo em Nike, lại Nike Zoom này, con này rất nhẹ này, Nike Zoom này, cho em là thích màu đen này, đen tuyền luôn, Nike Zoom, giày thể dục thể thao, size 40, chân 25. Mã Y37 này, em mã Y37 này. Rồi, đến mã cuối cùng Y38 anh em nhé. Y38 này, tại bọn em Nike React này. Con này rất nhẹ luôn này, cho anh em đi thể dục thể thao này, size nhỏ này. Đây con này cho anh em xem bot này, cực kỳ mới luôn này. Này chứng tỏ là chủ cũ rất ít đi. Size 40.5 40.5 này. Con này rất đẹp luôn này, màu rất dễ phối đồ. Đây. Rồi, vậy là em đã lên hết 38 cái mã giày thể thao ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng liên hệ với em theo cái số hotline bên dưới video. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì khách hàng mới thì cọc trước cho em 50k. Để em đi đơn nhé. Thôi em xin kết thúc video ngày hôm nay. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video gần nhất. Xin thành cảm ơn. Bye bye.